Cái mụn này là em qua em cũng không thấy đâu, mà ý là không thấy cái hột mụn Và á. Đúng không, thấy hột mụn luôn. Kia quay vô còn thấy mấy cái kia là bật lại không được nữa đúng không? Mấy cái mà bị tắt á, mấy cái mà hồi trước của mình á. bật lại không bật nếu Nó bị nhưng mà ấy là bật lại nó cũng không được đúng không?